Cơm lam là món ăn truyền thống được người Giấy thôn Ún Tả, xã Cốc San, thành phố Lào Cai thường làm vào các dịp lễ Tết. Khi du lịch phát triển được nhiều thực khách biết đến, gia đình chị Giàng Thị Dự đã mở rộng quy mô sản xuất để cung cấp cơm lam ra thị trường. Hiệu quả không chỉ nâng cao thu nhập, tạo việc làm mà còn lưu giữ được nghề truyền thống của địa phương. Từ sáng sớm, không khí làm việc tại gia đình chị Giàng Thị Dự đã rất náo nhiệt. Để cung ứng từ 1.200 đến 1.300 ống cơm lam mỗi ngày ra thị trường, vợ chồng chị Dự và ba lao động luôn phải làm việc hết công suất. Mỗi người một công đoạn, người cắt ống, người vo gạo, ngâm, tạo màu, rồi nhồi ống, hấp cơm và đóng gói sản phẩm. Trước đây thì em cũng trồng lúa, trồng rau. Từ lúc em vào đây làm thì thu nhập nó ổn định hơn và cao hơn thì đỡ vất vả hơn ạ, không được đi nắng mưa ạ. Để cơm lam bắt mắt và thơm ngon, ngoài lựa chọn gạo thì việc tạo màu cho cơm bằng các loại lá tự nhiên cũng được chị Dự chú ý. Thay bằng cách nướng cơm lam, gia đình chị Dự đưa những ống lam đã được nhồi gạo lên hấp cách thủy. Việc làm này vừa kiểm soát được độ chín dẻo của cơm, lại giữ được nguyên mùi vị của gạo nếp quyện với lá cây tự nhiên. Tất cả các quy trình mình phải làm thật sạch thì cơm lam nó mới để được lâu và giữ được độ tươi ngon của cái sản phẩm của mình. Màu cẩm đỏ và màu cẩm tím sẽ là dùng bằng lá cẩm, còn màu xanh lá ấy, mình sẽ là sự kết hợp của hoa đậu biếc với quả dành dành. Sản phẩm đạt chất lượng, có uy tín, cơm lam của gia đình chị Dự không chỉ bán trong tỉnh mà còn có mặt ở thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, mang lại nguồn thu từ 35 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Từ mô hình sản xuất cơm lam của gia đình chị Dự, nhiều chị em phụ nữ địa phương cũng học hỏi làm theo để nâng cao thu nhập. Mình cũng quảng bá trên các trang mạng xã hội như kiểu Zalo này, TikTok với lại Facebook để mình tiếp cận được cái thị trường đó. Đầu tư một hệ thống tủ đông để đảm bảo là khi mình đông đá tất cả cái sản phẩm cơm lam của mình đóng thùng xốp á, thì đi đến sang đấy thì nó sẽ đảm bảo cái chất lượng của mình. Cơ bản là mỗi một hộ cũng tạo được công ăn việc làm từ 2 đến 3 lao động. Và cái thu nhập của hộ gia đình rất là ổn so với làm kinh tế nông nghiệp và trồng các cái cây màu, nó cho thu nhập gấp 5, gấp 10 lần. Sáng tạo cho ra sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, những mô hình sản xuất hiệu quả của hội viên phụ nữ thôn Ún Tả cần được nhân rộng. Từ đó nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho hội viên, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.